Trời anh thua chắc rồi. Trời ơi, xin tự giới thiệu em tên là Simi. Dễ thôi, bác là con cách của em. Ok. Ghê chưa, ghê chưa. Tao cười đi toilet luôn. Sợ quá phải ban nó thôi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Ok, hello mọi người, mình là Simi đây. Ta-da! Đấy các bạn thấy không, mình đang mặc một bộ trang phục siêu đáng yêu luôn mọi người ơi. Và người bên cạnh mình đó chính là... Ta-da! Chào các bạn, mình tên là Mr. Nhật đến từ Disney Channel. Và hôm nay mình sẽ có mặt đây để cùng trong công chúa mèo Simi giải cứu thế giới. Ok luôn mọi người, và hôm nay chúng ta cùng đồng hành với hoàng tử gọi là gì ta? Mr. Vật tóc siêu dài luôn các bạn ơi. Ok thì hôm nay mình cùng với anh Dịch sẽ cùng gọi là thử thách build gọi là một tòa lâu đài phiên bản công chúa và hoàng tử mọi người đó. Và đặc biệt hơn đó chính là gọi là xây với một màu duy nhất thôi. Tức là sao, ví dụ mình màu xanh thì mình chỉ xây màu xanh thôi, còn anh Mr. Vật, anh gọi là người màu vàng đúng không, anh chỉ xây chắc màu vàng thôi, nghe chưa, nghe chưa đó. Anh là Mr. Nhật đến từ team Hego và anh có nhiệm vụ là xây một cái gọi là cung điện toàn màu vàng. Đúng người ta, rồi, nếu mà người nào được chịu người ta sẽ gọi cung điện của anh là cung điện bằng vàng, còn người nào vô trang hóa sẽ gọi anh cung điện toàn Ok các bạn ơi, bây giờ ta sẽ cùng xây lâu đài mới của chúng ta, đó chính là lâu đài màu xanh lè xanh lét luôn các bạn ơi. Trước bây giờ tôi rất là muốn có một cái lâu đài xanh biển của tôi luôn các bạn ơi. Đấy, nơi mà... Ủa, nhiệm vụ của anh là xây một lâu đài thôi được à? Đúng rồi, bởi vì hôm nay em và anh sẽ xây lâu đài gọi là gì ta? Lâu đài gọi là theo phong cách công chúa và hoàng tử nhưng mà một màu duy nhất. Đó, đặc biệt nha. Lâu đài một màu. Đúng rồi, ghê chưa. Đấy, anh đang xây đối diện em đi chứ, chứ hai hàng xóm mà kiểu một đứa đầu kia, đứa đầu nọ nó kỳ lắm. Đấy. Ok thì nếu bạn nào thích thì các bạn cũng có thể gọi là xây theo mình, cái mình rất là đơn giản luôn. Đầu tiên các bạn xây cho một cái hình vuông này, sau đấy các bạn xây y chang mình luôn. Đấy, cứ làm y chang là được. Rồi, tôi sẽ cố gắng đạt được top 1 gọi là gì ta? Lâu đài gọi là gì ta? Nguy nga tráng lệ nhất trong gọi là cái cuộc thi build này mọi người. Đó. Rồi, đấy, cho tôi xây gọi là 3 cái lâu đài của mèo Simi trông khác gì cái bánh chuối không? Dài ngoằng. Ôi. Trời ơi, em phải xây gọi là cái gì ta? Cái trụ cột chứ hiểu không? Cái gì cái người ta gọi là nhà phải có cột côn đắp, anh hiểu không? Đấy. Nhưng mà em biết là em đang ở trong đâu? Để thế giới sáng tạo ở thế giới mini world. Chặt cây chặt gốc rồi không đủ cây, em cần quan tâm gì đến trụ với cột? Mệt. Trời ơi, cái đấy là gọi là chân lý của em. Đó, anh không có gọi là trụ cột làm sao anh có thể sống được đúng không? Đó. Chúng ta gọi là nhà chắc thì phải có gì, phải có cột. Đó. Em phải gọi là sống gọi là gì ta? Người ta gọi xây nhà phải có gọi là toán học vô đó không? Phải có vật lý á kiểu. Không, đấy. Anh không cần nhà toán học vật lý gì hết, anh chỉ cần nhà đẹp là được rồi. Ok luôn nhá, ok ok. Ở trong vlog nữa các bạn chấm cho Sim với anh Mr. Vật ai là người gọi là dễ nhất nha. Nhưng mà thực ra mình cũng biết mình sẽ là người thắng bởi vì đây là kênh của mình mà. Ôi, mình tự tin mình là người thắng luôn. Nhưng bạn nào là fan của Mr. Nhật, nhưng bạn nào là fan của Simi thì nhớ là nhớ xem kỹ, ấn like video nè. Sau vote cho Vật nha, bạn nào vote cho Vật thì Vật sẽ thả tim nha. Còn bạn nào không vote cho Vật thì mình sẽ block luôn. Vậy luôn. Trời đất ơi, trời chơi vậy luôn. Công bằng gì? Trời công bằng quá. Trời người ta không thả like thả tim xong ổng block luôn các bạn ơi. Trời đất ơi ghê gớm dễ sợ nha. Cái đó là mẹ một top top 10 cách để có thể sở hữu nhiều like ở trên video top 1 dọa block. Rồi ok. Tính như tính ra mình có thể gọi là mở cái dụng cụ gọi là gì ta? Tôi mở cái ở đây, dùng cái này cho khỏe các bạn ơi. Trời tôi build tay tôi làm gì không biết luôn á. Trời. Tôi muốn lòi con mắt tôi ra luôn, bây giờ nó mới mở cho tôi vật phẩm để tôi có thể build vào máy các bạn ạ, cuộc sống. Trời em quên, trời ơi, lâu lâu người ta lắc xíu. Đấy, có sao đâu đúng không? Đó các bạn fan sẽ tha thứ cho em, nên yên tâm. Nhưng anh thì không. Ok anh luôn. Bởi vì trong trận này chúng ta không gọi là gì à? Chúng ta trong trận này chúng ta gọi là chỉ có thắng hoặc thua. Ok. Không có khái niệm và bạn bè đây. Okay. Anh sẽ thắng, anh sẽ thắng game này. Ok. Anh win. Ok anh luôn, bây giờ anh cứ gáy đi, lát nữa coi ai là người chiến thắng. Mấy tình vật gáy to quá các bạn ơi. Trời ơi, mấy tình vật gáy ho luôn kìa. Trời đất ơi các bạn thấy không? Gáy đi, gáy đi khi mà có thật. Các sim con không thể gọi để cho mấy tình vật gáy như vậy được. Đấy, đó. Sim con à? Đúng rồi. Dâm ba sim con. Một là like video của Nhật, hai là unblock. Trời ơi. Đấy, đấy giờ nó nhận lại chơi cái trò dọa like à. Đấy, tôi rất là mệt mỏi các bạn à. Rồi đây. Đấy, ok. Uầy, mất từ vật chân thật thế các bạn ơi. Wow. Vì vậy các bạn hãy like cho mình nhá. Đấy. Đấy, đi like xin mình like mình nhá. Đừng vậy là không rồi, fan của em mà. Fan của em là bất tử trên chiến trường, anh hiểu không? Đấy. Ờ, fan của anh là một quân đoàn chấp hết nè. Yên tâm. Anh quy đòn, chào em không quy được đâu. Em đừng có cố gì, không cố đâu. Cố gì Simi ơi, không được đâu. Ôi trời ơi, anh thua chắc rồi. Trời ơi, xin tự giới thiệu em tên là Simi. Dễ thôi, bác là phong cách của em, ok.
Ok. À, chứ tự nhiên thì bạn là sơ mi vậy thôi, bác là phong cách của chị. Đúng rồi, bao nhiêu kẻ thù vũ hạ của mình thì với những bạn trong sống của anh cài đó ní. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Trời ơi, đi toilet luôn. Sợ quá, sợ quá, phải ban nữa thôi. Trời ơi, sợ gì. À, mất tình mình sợ mình nghĩ bạn thấy không. Trời ơi, thế anh cũng nhận sợ em đúng không? Đấy. Không, anh không sợ em. Năm ba lâu đài này, anh thằng Pháp Mùi thường qua là anh nhường ơi. Anh biết là em quay đâu, em quay đang đi kênh em là anh bất lợi rồi, anh nhường ơi. Trời ơi, thôi bạn ơi, trời ơi, kỳ cục quá trời. Rồi, đó thấy chưa, mình mới xây gọi là một xíu thôi đã làm cái lâu đài xinh đẹp rồi. Trời ơi, thế này tôi thắng chắc rồi anh em, ngại quá. Ngại quá, ngại quá. Ngại quá, ngại quá. Trời ơi, em ngại quá nơi, trời ơi, sắp thắng rồi. Trời ơi, đó thì đó là cái khó. Chứ mấy cái map mà cứ xây gọi là theo màu, gọi là cái gì cũng có, nó như gọi là cái xôi chè sao được. Đó. Rồi tôi sẽ xây tôi một cái lá cờ của mèo Simi các bạn ơi. Lá cờ, lá cờ xây sao? Lá cờ mầm cây của tôi. Đó. Lá cờ mầm cây. Làm đúng. Gì có cái lâu đài nào có cái lá cờ mầm cây. Trời đất ơi, đó là xì tai của em. Đó phong cách để dễ thương bác là phong cách của em. Đó một cái xì tai mà không thể ai bắt chước được. Đó. Đấy, anh phải biết gọi là chúng ta phải tạo một điểm nhấn phải không? Đấy. Đó, thấy chưa? Trời đất ơi, cái nhìn cái lâu đài kìa bạn này. Các bạn biết lâu đài mà mọc cái lá mầm cây ở trên người ta là gì không? Lâu đài đất. Dạ dạ em ạ. Cái mầm lâu đài đất sẽ là người nhà người đầu đất. Cái mầm cây của em là mầm cây màu xanh anh ạ, mầm cây xanh gì xanh trời, xanh cho trời cho đất anh ạ ông. Đó một mầm cây rất là tuyệt vời. Đấy các bạn thấy không? Trời, nhìn một phát ra là lâu đài của Sim luôn các bạn ơi. Đấy. Ok, tôi sẽ xây một cái hàng rào siêu toa khổng lồ các bạn ơi để tránh những người gọi là xấu xa như vật vô đột nhập và phá hoại các bạn ông. Đó. Đó, không thèm, nhìn đây là tôi có lâu đài tôi rồi. Rồi. Người ta okay. Có lâu đài gì rồi, người ta cũng là một vị vua chứ bộ. Rồi ok. Biết người ta đây là vua gì không? Vua dài. Lion King. Lion King. Lion là con sư tử. King là vua. Tức là à, Lion là con vịt. À, ok, Lion con vịt tức là sao? Lion King tức là Mr. Vật Trần Đức Bo. Biết mẹ 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 mẹ. King ở đây là vị vua nha. King ở đây là vị vua nha. Ok. Đó, Lion King tức là vua vịt. Ok, không biết sao nhưng mỗi lần nhắc Trần Đức Bo em lại nhớ tới anh Mr. Dịch. Cậu không thể gọi nào không thể quên được các bạn đâu. Không biết các bạn có giống mình đâu. Liên quan gì, tôi liên quan gì Trần Đức Bo trời. Mẹ 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 mèo, đấy, anh ấy mèo mèo á. Đó, rồi, thấy chưa. Đó, em một lâu đài bà. Ủa, trời ơi. Liên quan gì sao? Ờ, nói chung thì anh thích thì trang chỉ anh thích thì không đó, thích thì trang thích thì không thôi đấy. Trời ơi, những cái lâu đài mất thì vật là biết thua rồi. Trời ơi, nhìn đó, nhìn lâu đài mình là biết là thắng rồi bạn. Nhìn bạn chúng ta biết thắng luôn, không phải chấm điểm luôn. Trời ơi, cái của em mình mà mang cái lâu đài này đi thi gọi là giờ voi là mình được 4 nút rồi hả? Nhìn 4 nút luôn vậy. Trời ơi, cái bị giám khảo nhìn thấy lâu đài bịt cái bấm đấm đập bàn cái râm anh chọn em. Trời ơi, anh biết sao, thực ra là do người ta bấm nhầm thôi chứ ai bấm nhầm, anh nhầm, trời ơi, người ta lâu cái nút mà người ta bấm nhầm mới lại ông em mới là người ta bấm nút liên tục nè đấy đó. Ok các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ trang trí lâu đài quá là đơn giản luôn đấy, chỉ cần quẹt quẹt một xíu là ra một cái màu xanh lè xanh lét siêu cute của tôi rồi các bạn ơi. Đi trang trí lâu đài mà quẹt quẹt cái xong rồi đó, đấy là nghệ thuật anh ông. Em chỉ dùng những quả trứng màu này em sẽ trang trí nó nè. Đấy, đó, lâu đài phải có một cái điểm nhấn của em là gì? Là cái mầm cây, thấy không? Đấy, nhìn phát là biết mầm, là cái lâu đài của Simi luôn, đó. Nhìn phát là biết lâu đài của Nghĩa. Tại sao lại người em? Trời ơi, lâu đài người ta gọi là hoành tráng gì mà bảo người em? Trời ơi, anh bo lâu đài của anh mới cứ biết là đó. Anh gọi là gì ta, shaming cái gọi là lâu đài của em đúng không? Hả? Ai thèm đi shaming lâu đài em? Ủa, có được xây cái thứ cao thôi, chỉ được chọn màu vàng thôi. À, màu vàng thôi anh, only màu vàng thôi. Đó là cái khó của cái, đó là cái khó của cái challenge này á. Đấy, đâu phải là dễ mà thắng được đâu anh. Trời ơi, người ta bảo có công mài sắt có ngàn nến kim mà. Đấy. Công mài sắt có ngàn chai tay thì có. Rồi ok, tôi sẽ gọi là trang trí gọi là cái mầm cây của tôi các bạn ơi. Mầm cây của tôi nó phải là mầm cây tuyệt vời các bạn không? Nó phải là color in lên xíu. Đấy. Color in tức là sao? Chúng là tôi phải cho nó nhiều màu lên các bạn ơi. Đây, anh đang xem một lâu đài cực đẹp rồi, Simi no hope rồi. Đây này, lâu đài cực bạn cực đẹp luôn. Đó, cắm cờ cái thứ cờ màu vàng luôn à. Trời, anh được cái cờ em là có cái mầm cây này. Anh nhìn nữa, ai cắm cờ theo tôi là người đấy copy tôi nha anh em. Trời ơi, em mà sao cắm cờ được em là cắm mầm cây anh biết không? Đó, siêu VIP, siêu pro đấy. Làm sao mất tư vật bẩm tay ăn thua so với tay. Làm sao mất tư vật có thể bắt được chen của em được? Đấy, chen em là chen mầm cây đấy không? Đấy, chen này là không thể ai bắt chen được. Đó. Ta na, thấy chưa cái mầm cây. Trời ơi, cái mầm cây của tôi nó đẹp gì đâu mấy má ơi, nó đẹp như tôi vậy á. Trời ơi. Trời tôi ý. Trời,
khổ quá trời, nó đẹp như cái bộ váy của em, anh không thấy sao? Công chúa thật từ là tôi đi mịn. Toilet luôn đó đây. Ok rồi, đây trang trí chấp thì quá là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy. Ok. Đấy rồi, anh gần xong lâu đài của anh rồi. Rồi, xong luôn. Bây giờ mình trên giấy. Trời, em còn phải đánh shader cho cái lâu đài của em nữa từ anh. Từ từ. Ủa, đánh shader cho lâu đài hay sao? Là đánh nè, anh nhìn anh đánh bóng cái shader không thấy không? Nó nhiều màu thấy không? Nó màu xanh mà xanh đậm, xanh nhạt, xanh từ từ đó mới trang trí chứ. Đấy. Ủa, em kêu là một màu vàng thôi mà. Ừ thì màu vàng nhưng mà miệng nó vẫn trong cái tầm khuất màu vàng của anh là được mà. Anh đồ. Tức là lâu đài còn bày đặt là đánh shader nữa. Đúng rồi, chúng ta phải gọi là đánh màu lên cho nó màu mè lên xíu anh. Đấy. Cho nó giống okay, cái lâu đài. Anh shader đây. Anh shader nè, muốn shader vô. Quấn shader vô cho nó đẹp, cho ba má nhìn vui các bạn không? Đó. Anh shader cho ba má nhìn không ra luôn. Nhìn không ra luôn các má ơi. Đó. Đấy, được chưa? Có một xíu gọi là màu sắc phải không? Nhìn cái lâu đài của tôi là các bạn sẽ nhớ tới ai? Nhớ tới tôi, trời ơi, một con... Anh với Trần Đức Bo. À hôm bữa Mr. Bịch làm gì trốn thoát ở Trần Đức Bo. Ủa anh làm gì bị Trần Đức Bo theo đuổi vậy? Trời ơi, biết mà. Anh Trần Đức Bo là... thì anh đẹp trai, Trần Đức Bo mê á. Ủa vậy hả? Chết rồi, tôi biết là vợ tương lai của anh Dịch Lai rồi á. Trời đất ơi. Vậy vợ tương lai tôi là ai? Trần Đức Bo hả? Đúng rồi. Biết không anh? Trời ơi, Trần Đức Bo người ta đâu phải gu tôi đâu. Oh my god. Chắc gì Trần Đức Bo đã thích tôi. Trời, nhưng mà bữa nay mình thấy giới trẻ cũng lạ lắm nha. Hay kêu Trần Đức Bo là chồng của tôi á. Trời đất ơi. Chồng oh my god. Nhưng mà không sao, không sao. Đó, mình vẫn thích Trần Đức Bo, mình rất yêu quý Trần Đức Bo nha anh em. Đúng rồi, Trần Đức Bo là con người rất là lạc quan, yêu đời, như Mr. Vịt vậy. Gì lại lôi mất tiền trên rồi. Đấy. Đấy các bạn thấy không, cái lâu đài của tôi nó xanh miết xanh mơ luôn các bạn ơi. Đó. Trời, mất tiền vật gì cắm nhiều cờ vậy? Trời ơi. Mất. Trời ơi, anh định làm gì với cái bập cây của em? No. Mất tiền vật chuẩn bị rồi, đại đạo mèo simi các bạn ơi. No. Anh không... cờ của anh nè. Đó, cờ của anh là cực VIP luôn à. Thấy chưa? Đau. Ghê chưa, ghê chưa? Ghê quá trời, ông cắm một đống đèn luôn. Trời, tôi nhìn vậy tôi tức á các bạn. Tôi cũng phải cắm đèn lên chứ. Ở khoảng cái đèn này là vàng. Làm gì có đèn là màu xanh? Đúng. Làm gì có đèn là màu xanh? À, là màu xanh, alo. Trời ơi, đèn tức... là màu xanh. À, tức tí à. Wow. Tôi quên mất là không có cái đèn là màu xanh. Em à. À khoan, anh bảo cái gì cơ? Không có đèn là màu xanh sao? Ủa. Anh sai lầm rồi. Hãy nhìn đây Mr. Vịt à. Đây chính là cái đèn màu xanh của em. Để nó chụp xida vãi chút. Nhưng mà nhìn đúng được đẹp lắm nha. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cắm nó trong nhà. Để nhà tôi nó xanh xanh le xanh lét luôn các bạn ơi. Đấy. Đó, cho nó xanh, cho nó sáng rực cả bầu trời. Trời ơi, hình như là mình nhớ có một cái cờ màu xanh đúng không ta? Đây đây, đây xanh nhạt, xanh đậm này các bạn ơi. Để tôi quay cái xanh nhạt và cái xanh đậm cái nào được hơn nè. Đây là xanh nhạt nè mọi người. Sao nhìn nó xì đai vậy, xanh đậm đi. Được chưa, rồi đó, tôi đã xây xong một lâu đài vàng vàng của tôi rồi đó. Trời ơi, chúa tể phương này. Chúa tể ban ngày của em sẽ là chúa tể băng giá. Em là công chúa Frozen đó nhỉ không? Em là Elsa. Đấy, ok, em sắp xong rồi, em sơn thêm cái cửa là xong rồi nè. Đấy, rồi, ơi, ok rồi. Ok, xin, ok, bây giờ Mr. Vịt hãy giới thiệu sản phẩm của mình trước đi. Đó. Giới thiệu với các bạn, đây chính là lâu đài của sư tử được sơn thành màu vàng, có cắm cờ khẳng định chủ quyền, xung quanh là đèn lấp lánh. Đó, có oh tên một tòa thành God. Chính, một tòa thành phụ, tôi sẽ ở trên tòa thành chính ở trên này. Okay. Hai bên có 26 phòng thủ, nghe không? Nghe chưa, nghe chưa? Đây chính là một gọi là khi ta lâu đài bằng vàng, nhưng mà bằng vàng mọi người phải nhớ các bạn nha, bằng vàng nha, không phải là bằng gì đâu nha. Đó. Vàng nha, vàng là vàng kim loại, vàng người ta đào đất lên để tinh luyện để người ta bán là tiệm vàng 4 số 9 nha, chứ mà vàng gì đó. Ok, ok, và giới thiệu mọi người, đây chính là lâu đài xanh lè xanh lét của tôi, ta da. Đây chính là mọi người, đây chính là lâu đài ung thư. Vô duyên quá à. Đây là lâu đài với một biểu tượng siêu cute, đấy là mầm cây siêu đáng yêu của tôi. Nếu bạn fan của Sin thì các bạn chỉ nhìn ra các bạn biết đây chính là lâu đài của tôi đúng không? Đó, thì lâu đài này mình chỉ muốn nhận xét một câu duy nhất là đẹp, tuyệt vời, 10 điểm, good job, amazing. Đó, nó chỉ nói chung là tôi chỉ nhận xét vậy thôi. Và cái gì vậy bách ta dạ, trời đất ơi. Cái gì đó? Lâu đài của em không phải để nuôi heo đâu nha. Đây là một cái chuồng heo. Dạ chuồng heo chưa ta. Đây là một trại heo, chuyên chuyên dân heo, chưa heo nãy. Heo đẻ, heo lấy đống gì đó, heo mẹ, heo con, heo ông nội. Trời ngờ, đất ơi, vô duyên quá trời luôn. Đó, ok, và giữa cái anh dịch đứng đây nè, đây, em chào luôn nè. Đây, giữa cái lâu đài siêu quý thế của đây, tôi. Đây, giữa cái chuồng heo và một lâu đài của mình, các bạn chọn nào, chọn đây.
Ok, nói chung là tôi vẫn sẽ chọn chuồng heo thôi các bạn ơi. Thì ok các bạn, thì các bạn cũng đừng quên xuống ở dưới phần bình luận vote, tức là các bạn chấm điểm từ 1 tới 10 nha. Ví dụ là CP 10 điểm và mất tâm mật 1 điểm, đó là ví dụ nha mọi người, ví dụ ơi. Đó. Chưa biết chuồng heo tức là bạn ấy là người nuôi heo. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye, ai nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Mr. Vật nữa với mình nha mọi người. Bye bye. Chúng ta sẽ là chuồng heo thua ơi. Mời CP 10 điểm nha mọi người. Bye bye. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì 7 mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau, tiến lên phía trước.